danh gì đây? Bạc vàng. Nó phải nhấp cốt, nó đi mà nhỡ máu mình rồi đấy. Không về này, tham lam. Hello bạn đã xem nhá, buổi tối về em không ơi. Em đầu tiên, em thứ cuối cùng. Cấp 2 đấm chinh phục và sợi hơn level tốt. I did not see that coming. You have slain an enemy. Gần như lên lại còn hai bùa nữa cơ, lại còn hai bùa nữa cơ. Yon kiểu mày vít trong gì hai bùa end game. The struggle for freedom. Mình pick cho Di hai bùa thì end game. Yon chữ Lee Sin, Lee Sin chữ Yon, hai đàn chữ nhau end game. Bằng này đồ rất lộng Yon mạng nó rồi về sau á. Mà tôi nghĩ nó không lên đâu nào. Sáu dục dày mới có tiêu cơ. Giáp. Dày giáp trước à. Tôi đánh đấy trong băng lính lắm mà tại thời gian này phút thứ tư chưa trụng chưa có. Với lại là thiếu đốt chưa không đánh. Nó đứng nó nhìn lính luôn, nó không có ra cao cho lên. Như thế này vẫn ngon. Phải ngon hơn. Đấy. Này quá. Chóp Yon. Quần gì á. Má khai này mà tao chặn lính thành công thì đúng mẹ em game rồi đấy. Tài này mà tao chọn lính được thì em game. Biết không đủ đam ăn Yon luôn. Rồi đỡ thì đi chứ. Mười bốn giây. Làm gì em ơi, ta ta ta.
Cố gắng làm gì em ơi, để chia ly ta 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 ta. Sao vậy ra được? Vậy chắc được rồi ha. À, vì nhanh lắm, có dày. Để xem cách hành hạ do này. Để xem cách hành hạ do này. Nó nhìn nó phun máu nha, tao vô tao băng trụ phun máu này. Có vô danh là nó khác thẳng, với lại không có vô danh là nó không. Có vô danh vừa có hút máu lớn mới làm chậm phần trăm máu rồi các trò điệu đó. Tôi cho tôi có bùm một phát là đi à, không có thiêu đốt cũng đi, thiêu đốt là đi 100% luôn. 1, 2, 3, 4 này, 5, 6 này, đứt này. Thằng này, đi xin này. Dạ. Cái này đủ đem ăn không đấy chứ. Ghê vậy. Ghê vậy, từng không có R. Đấy thấy nó xài R rồi mà ta. John à. An enemy has been slain. Úi giời ơi, trông dễ trước kìa. Cái nào chơi game dễ cho tôi không? Có ông nào chơi game dễ cho tôi không? Vô đánh thường cái có mẹ. Gần như là end game. Má, Quy đánh thường có mẹ. Ủa, có mặt tím này. Ui, sao lát là biết chơi quá. Ui. Uầy. Cấp cao cái mẹ 1k cho nó rồi. Đi trời, xe lát nó quỷ. Làm ác thế nhờ. Wisdom is more than skin deep. Quỷ xe lát. Ghê trời, 4-0 rồi. 13 nó sợ 4-0 lắm. 4-0 mà cái mẹ xích đao mới ngon đó chứ. 4-0 mà bốn mấy cái mẹ mà nó cùi bắp. 10 mẹ mà mấy cái mẹ cùi bắp được mỗi cái trụ là có vàng thôi. Mà thật ra giờ combo phát nó đi. Combo phát nó đứt cả. Vẫn chạy lên top là sao? Gì vậy mà? Nice.
magic seems in our blood. Thằng kia 4-0, Kara còn hơn 10-0, 13. 4-0 phải hơn lính, 4-0 được có 80 lính thì đói. Đèn đá không đường, làm ly CF rồi múa. Mẫu đồ đâu mà múa. Đang quấy đi mẫu. Ui, John này. Tại thật sự lên nó pick cái sắt đào nữa, giòn khỏi đép luôn. Kiểu lên đắm được hay là lên pick cái sắt đào thì cũng em nhưng mà nó combo vét Tali cũng đốn đến đâu luôn đấy. Đâu bạn đã xem buổi tối vẻ không ơi, game chơi chơi. À, mà tìm anh áp lực lắm rồi đấy. Tìm anh áp lực lắm rồi đấy. Giòn, nó là làm lính luôn, chết. Không ai cứu nó mà. Được nhiều tiền. Xem nói gì coi. I was a student of my city. Now I am a teacher. Xem nó còn gì để nói nữa. Chỉ nó thấy nó chạy luôn. À. Ui ơi. Vậy sẽ nó bay lên nó đánh nó xong nó chạy mất tiêu luôn nè. Vậy sẽ nó đánh xong nó tha tôi luôn mới ghê chứ. Không ăn mà tôi luôn cay lắm. Mười tám mút à.
hầm gà luôn chứ. Ui giời, phải lát mình mới chiến thôi nhỉ. Ai à, nhờ gió chạy đi. Ui đâu hết rồi. Trên top kìa. Nó kéo đường luôn rồi. Trận này có cái clip chơi chơi thôi. Clip chơi chơi chứ clip không hay lắm đâu mà. Ui còn tóc luôn à. Máy đạn còn tóc và lá chắn luôn. Gần đuôi 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 ta lên đây. Má vậy sao mà tóc biến mà kỳ sợ ta. Má ra gọt giáo à. Ui giời ơi, phụ ra cái anh. 5 giây 2 giây 1 giây. Con mẹ mày. Nổ mắt hả? Thấp rồi, thấp rồi, tao lên đây. Thấp rồi, thấp rồi, thấp rồi, thấp rồi. Cho nó lên cao đi đi. Ấy. Ui giời. Không EQ đây nè. Được nó đi. Đi đi. Tràn hoang nhan, đang đánh gì vậy anh? Lên đồi đánh gì? Ôi da, bị đụng về. À, cái gì đây? Ui giời ơi, chóc quá. Cái lùm má. Ánh thiện thân, chào anh thiện đẹp trai nhé. Lên cá. Cái nịt tên này bắn Sion chắc mai đánh luôn. Để Achok là ăn còn nhiều vàng hơn nhờ. Tức là mình ăn cái mạng Queen nó có được nhiều đâu. Achok là ăn được 140 vàng. Ảo thật. Cậu ba báo mất gì đang ke rồi về kép chi vậy?
đăng quang nhìn cọc máu khỏi nướng chơi. Ôi ơi, quy đó. Ôi ơi. Yon em hiếp quá. Ôi giời ơi, có bắn có cây. Gần như là em. Nó cho farm luôn, nhìn ghét cái mặt. Cứ ra là chết rồi. Bay ra cho bay vào liền. Chào Cao Yasuo nhá. À, chào mặt ra được. Bắt buộc mà. In Rabadon. Nhiều nó xuống nó kìa, chịu đóng người đây, nó bắt theo 5 thằng luôn à. Bắt này 5 thằng luôn à. Lấy xác Sion những lực lửa nhỉ. Một. Hai. Ba. Solo kill. Tôi đánh thoải mái luôn nhau không? Solo kill. Mạnh hùng highlight, ghê vậy. Solo kill. Shut down. Mạnh hùng highlight, xem cô này đánh mình sướng mắt thật. Nãy mới có người bảo thì em đánh bật mắt xong ấy. Nãy mới có thằng mấy thằng bảo bật mắt xong. Không bảo sướng mắt nó chịu cho đấy. Đỗ Trọng Hoàng Nam, sâu thao tác tay được không nhỉ? Thao tác tay á. Thao tác tay à. Nếu không thấy chuột à? Siêu phẩm y vẫn là đẹp nhất. Cái bên TikTok không thấy chuột lắm không? Có gì muốn thấy chuột coi bên yêu từ bé coi đúng không? Yêu từ bé thấy chuột á, TikTok bó tay luôn. Bên TikTok méo hiểu sao mất mẹ chuột.
chết luôn à, tao chạy. Lũ đam kìa, vẫn được. Mấy ông coi bên TikTok là không thấy chuột luôn, nó không thấy con chuột luôn, chỉ coi bên YouTube thấy chuột thôi. Tôi không hiểu sao mà tự nhiên bên TikTok đang thấy chuột, nó ảo thật. Không thấy con chuột luôn nha, ví dụ mà quy thế này mà không thấy con chuột ở đâu luôn. Tiến quân nè, anh này đánh cảm giác game dễ vì cắt nhỉ, mà tôi đánh mấy năm rồi chưa lên được đồng. Chưa lên được đồng. Nghĩ do sao? Do đầu người đánh là do nhân phẩm. Nghĩ là do người đánh là do nhân phẩm. Hùng, đánh lanh gì vậy anh dai? Bàng bè à. Đá quý thôi. Phan Tấn Tài, hello anh này, like muôn vậy em. Tấn Tài à. Lúc như lúc mà tôi không có thích cái máy quét đâu mà. Có như lúc cái máy quét nó đéo có tác dụng mẹ gì nó kha đấy. Tắm được 5k máu luôn à. Chiều 5k máu giáp đóng. Good life, làm cái mắt tính. Nonidas, đồ rừng màu xanh với đỏ khác nhau chỉ vậy anh dai. Màu xanh anh lên để lấy tốc độ chạy đó. Không đi học, đi khác. Tốc độ chạy tham quái rừng đó. Chiêu, biết bật em chém chủ chưa? Ghê dữ bà. Cái này để dính cái khác. Không đi học, đỡ hổ. Mình sub 5 thanh nó chứ, 7-2-10. 7-2-10 với 5-5-8. Tiến quân nè, biết anh leo đơn đôi hay linh hoạt thì anh. Đơn đôi. Đó là xem cho các like xem một đợt ra đề xuất đấy nha, nên Đào Thị Ngân tí đang lên cái Đào Tín này. Điện lại tốt Nguyễn, lên Đào Thủy Ngân. Mày chạy son rồi, chạy làm gì? Chạy làm gì nó mất thời gian ra luôn. Chạy nó mất cả thời gian ra. Quang Vinh Winner, y trời hay quá anh ơi.
XX iPhone, bật em đánh chủ có thêm đam không tín? Không. Nó đang đau vào nhà người ta là quỷ Zion này. Chứ ta là ta vét Zion này. Cay lùm Cao Da Su còn y tốc chiến em vào chủ thêm đam mặt hình. Rồi, rồi. Người bất tận luôn. Có vẻ nhá. Bạn nào cần cày răn kéo răn em bóc đi cho mình nhá mọi người. Chuyện gì thì chơi rồi bro. Baron rồng quá trời luôn nè. Điểm lâu quá nhỉ, 24 phút rồi. Lâu game mà, lâu luôn. Rồi. Bóc mẹ gạt thông đi. Baron không thua nữa nhờ. Baron mất công lại mất thời gian nữa. Đâu? À nhớ. Nhớ thế nào luôn này. Mấy tình trường phải còn mấy chút máu. Không mà chắc tem nó cúc rồi đó. 3 ro 5 7 phút 28 mình đi rồi. Rồng 25 phút được có 180 số này. My win. Rò tới giờ. Cái gì vậy? Chưa win đâu kìa. Chưa tài đâu ông giáo ơi. Chưa tài đâu. Good life, Diego Kayat. Ai sợ. Thả đéo gì. Bật quần nó gì đéo lên. Bảo đi rồi nhá. Lô bạn đã xem nhé, buổi tối vẻ mọi người. Game thứ 2.